chuyên đề về tổng mặt bằng, về size này, thì thiết kế với các cái phần địa hình thì chúng ta sẽ vào Messing Inside đây này. Thì mọi người sẽ thấy đây nó có phần là Toposurface. Toposurface ở đây ấy, có nghĩa là các cái phần liên quan đến cao độ chọn này. Thì bạn sẽ thấy đây là play point, là các cái điểm elevation, ví dụ cái đây là cái điểm cao độ 00. Ví dụ các bạn muốn cao độ là 5000 này. Này. Sau đây nó sinh ra các đường đồng mức không? Các điểm ấy. Còn ví dụ như cao độ là 10000 này. Thấy không? Bạn finish. Đấy, bạn nhìn 3D. Nó sẽ ra cái địa hình này. Đấy, chúng ta có thể dùng selection box này. Thấy không? Thì các cái này, các cái điểm survey point này, các cái điểm này thì là trong bản đạc VN2000 nó đều có. Các cái điểm cao độ ấy. Thì đây là chính là cái điểm fix đấy. Được nhá. Còn trong cái điểm này ấy, thì khi mình đã tạo ra đây rồi ấy, thì nó sẽ có phần ở đây là phần slip surface, là cắt, là gì? Là chọn vào đây. Rồi tôi chọn vào cái surface này. Các bạn để cắt. Cắt nhỉ. Rồi ta sẽ cắt đôi hai miếng này thôi. Hai cái địa hình này. Các bạn để xóa này đi. Hoặc các bạn có thể là chọn Toposurface. Cao độ là 0 này. Các bạn để di chuyển như thế này. Tiếp tục. Cao độ là 10000 luôn. Đây nhỉ. Finish. Các bạn sẽ thấy hai cái này nó tách rời nhau đúng không? Thì nó có một cái công cụ đây là gì? Mét. Chọn này. Để nối lại với nhau. Đây này. Thấy không? Còn vấn đề các bạn muốn cắt như nào thì tùy các bạn nhé. Nó có slip surface chọn đây này. Bạn muốn cắt như này đi chẳng hạn. Cắt nhiều, cắt bánh ấy. Nó vuông đi chẳng hạn. Đó đi. Hiểu ý tôi không nhỉ? Đấy thì có mép và cắt lại. Và đây nó có một phần nữa. Đó là phần subregion. Có nghĩa là cái này nó phân khu. Hoặc là nó làm đường dạo. Chọn đây này. Các bạn có thể chọn là một cái khu vực, ví dụ như khu vực này. Đấy. Thì nó sẽ có thể chọn vào đây, các bạn có thể đặt được một cái vật liệu khác. Chọn này, chọn bảng này. Bạn chọn này. Create new material. Ví dụ như đây là vườn rau chẳng hạn. Tôi chọn vào này. Các bạn chọn vào phần sidewalk. Vào sidewalk này là gì? Nó sẽ có phần cỏ grass đây. Này. Ok. Này. Các bạn để chọn đây. Elastic. Này. Thấy phần cỏ này không? Mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Nó có thể là chọn được cái phân vùng. Subregion này. Đây chọn này. Cái miếng này. Mình đặt vào vật liệu là gì? Vườn rau thôi. Đấy. Vườn chuối cũng được. Được nha. Vào bảng này. Chúng ta để chọn màu các thứ thoải mái mà. Sidewalk đây. Này cỏ to hơn nha. Đại loại như vậy. Còn thấy không? Thì chúng ta có thể chọn được các phân vùng. Và các bạn có thể chọn đường dạo subregion. Nên là các bạn đi cái đường dạo đi từ đây này. Bản chất thiết kế thì các bạn sẽ thiết kế theo dọc theo cái đường đồng mức này nhé. Nha. Thì chỗ nào có thể thoải này. Thế tôi lấy ví dụ, còn đâu mọi người có thời gian thì mọi người sẽ làm sao? Uốn cho nó đẹp. Mình hiểu vấn đề không nhỉ? Chọn đây. Đặt vật liệu đây. Tôi ghi đây là đường dạo. Ok. Thì ví dụ như là cái đường dạo này chọn này, và chọn này là sidewalk. Đường dạo thì nó sẽ là này. Mà chọn ốp lát cái gì chẳng hạn. Trong Revit này nó cũng có sẵn mà, mở rộng ra tí. Đường dạo lát gạch áp phan hay là cái gì đấy đây. Đại loại như vậy. Đây. Người thấy lát gạch đây không? Đại loại như vậy nhé. Và nó có một cái phần nữa là quan trọng, đó là phần building path. Building path và phần nữa là đây, split surface trong này này. Subdivision mọi người biết rồi này. Protyline, protyline đây nó sẽ gọi là cái phần là chỉ giới đường. Ví dụ chọn này, bạn ví dụ như ranh giới đất của chúng ta ấy. Đấy, cái này thì là ranh giới đất của chúng ta. Ta thấy ranh giới đất đây không? Thì các cái ranh giới đất này ấy, nó sẽ để tác được TG này, tích vào cái nét đấy. Này, chọn này, annotation này. Các bạn vào phần CV này, các bạn chọn ở đây, ở đâu vào phần vào phần architecture civil. Đây là planning. Chúng ta sẽ vào phần architecture protyline. Protyline tag parking. Thế thì chắc nó nằm ở ngoài này thôi. Đâu nhỉ? Cái viện này nó không đầy đủ à? Xem nào. Annotation này. Annotation. Ok. Preview. Đây. Nó phần protyline tag này. Đây, protyline tag tôi load vào. Nó tag vào đây. Các bạn sẽ thấy tag đây nó sẽ có là chiều dài của này là bao nhiêu này. Nha. Thì đây đang tag cái phần này. Nếu chúng ta muốn có chiều dài, đây là nó có thêm. Đây đang tính theo inch đúng không? Chọn này. Các bạn có thể là edit family này. Có thể đổi đơn vị này. Cái này tôi có thể đổi đơn vị bằng unit. Đơn vị chiều dài này nó sẽ là gì? Mm. Không làm tròn, ok. Ok. Này. Chọn này, project unit, chọn ở đây, này là 81 mét, 8 đánh nhé, mình chọn về đơn vị là mét mới đúng. Chọn là mét. Tám mươi mốt mét, được chưa? Nếu mà các bạn muốn lấy dấu phẩy ấy, chọn này. Những cái này là nó liên quan đến hiệu chỉnh của family về sau. làm tròn lấy số. Đấy. Còn cái này các bạn tag đây, tg tag này 44 m này, đây, tag này. Đấy, 99 m này. Đấy. Thì cái này nó sẽ có hướng đông tây nam bắc luôn cho chúng ta. Nghe không? Sau này chúng ta sẽ xoay chuẩn bắc này là ok thôi. Đấy. Nó sẽ biết được cái kích thước này, cái này nó có thể tag luôn này. Là chu vi chiều dài của đất đấy. Và cái này nó sẽ tích vào đây, nó sẽ biết được luôn diện tích đất của chúng ta là bao nhiêu, là 29.916 m. Các thấy không? Chu vi này. Cái này nó là cái protyline, thì cái này ấy, đây này, protyline nó là cái ranh giới ấy. Phần nào nó cũng có. Đấy.